Úi giời. Alo, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về những cái sản phẩm nước uống có ga và giải khát trong mùa hè này. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm nước uống tăng lực và giải khát. Đấy, đó là nước uống Sting. Sting đỏ. Sting hồng sâm, hương dâu tây đỏ. Đây là một loại nước tăng lực khá là ngon, thơm ngon, với hương dâu và công thức hồng sâm, giúp cho chúng ta tỉnh táo và cực kỳ sảng khoái. Sản phẩm mang dính hai mặt, size nhỏ này thì rất thông dụng cho cuộc sống hàng ngày. Nước tăng lực Sting hương dâu đỏ chịu trách nhiệm bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo, lại một sản phẩm nữa của Pepsi. Đây là sản phẩm mà được chứng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ USA FDA chứng nhận. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đó, nên là mọi người yên tâm về những chất lượng của những cái loại sản phẩm của của hãng Pepsi này. Thì nhìn bề ngoài với thiết kế khúc khúc như thế này cảm thấy rất là thú vị này. Suntory Pepsi và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam tự hào là thành viên từ nhà sản xuất Pepsi. Đấy. Dung tích là 330 ml. Năng lượng có trong một chai này gồm có 258 kcal và 12,9% tính trên năng lượng cần thiết mỗi ngày là 2000 kcal. Sting hồng với công thức hồng sâm và hương dâu tây là một sản phẩm được ưa chuộng bởi rất nhiều các cái thanh niên và con người Việt Nam. Nói chung mỗi năm nó sản mỗi năm thì cái Sting này phải tiêu thụ hàng triệu, chục triệu chai như thế này. Loại này thì sẽ có ba loại nhưng mà sẽ có hai loại chính được tung ra thị trường nhiều nhất, đó là sản phẩm chai nhựa, chai nhựa như thế này, và một loại là loại chai một loại lon bằng sắt đấy, và một loại là chai thủy tinh. Nhưng mà cái loại chai thủy tinh này thì thường thường là không được sản xuất chính thống tại các cái nhà máy sản xuất của Pepsi này đâu, mà là toàn là những cái mà nó chế xuất ở đâu đâu ấy, nên là mọi người cũng phải cảnh giác với những cái loại nước uống bằng chai thủy tinh nhé. Thì cái nhà sản xuất chỉ sản xuất nhựa, các cái loại này tung ra thị trường các loại chai nhựa như thế này để dễ tái chế này. Đấy. Và cái này được xuất xứ tại Việt Nam nha mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm. Các thành phần gồm có nước bão hòa CO2 này, đường HFCS này, đường chất đều chỉnh độ axit này, hương dâu tự nhiên này, hỗn hợp Brexit Insositol này, chất chống oxy hóa này, chất bảo quản này, tổng hợp này, chiết xuất hồng sâm này. Hạn sử dụng thì nó tất cả các loại chai nước giải khát này đều ở trên bao bì của nó, trên cái vỏ chai này. Đấy. Mọi người có thể tự mua về thử sử dụng, dùng
và cảm nhận xem là cái loại này nó có đúng như lời mình nói không, một loại nước uống tăng lực giúp chúng ta tăng cường sức khỏe và có giải khát trong cái mùa hè nóng mực này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé.